Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Đầu video thì mình xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay mình rảnh không biết làm gì nên tiện thể hướng dẫn cho mọi người cách chế một cái lò xo bẫy như thế này nha mọi người. Tuy nó không đẹp nhưng mà cũng gọi là thành công rồi nha mọi người nha. Uốn thế này cũng là thành công rồi. Đây là thép của dây điện lực nha mọi người, dây điện 500 kV đó. Loại này thì làm chắc 2,5 ly nha mọi người, còn dây này thì 3 ly này, 3 ly đến 3,5 ly nha mọi người, còn loại này thì 1,5 ly. Mình thì mình uốn bằng thép dây điện thôi nha mọi người, thép điện lực á, nó có độ đàn hồi mạnh cao nên mình hướng dẫn cho mọi người cắt uốn cái lò xo như thế này luôn. Đây, giờ tí mình sẽ uốn cái lò xo 1,5 ly đây. Xong bắt đầu tới 3,5 ly này nha mọi người. Đây cũng là thép điện lực á. Khá là to, chắc là nặng lắm. Loại này mà uốn thì bao đỉnh nha anh em, nha mọi người. Rồi ok, không dài dòng. Giờ mình sẽ tiến hành luôn, hướng dẫn cho mọi người cắt uốn cái lò xo này luôn nha mọi người nha. Tuy nó không đẹp nhưng mà nó cũng rất là ok nha mọi người. Ok, mọi người theo dõi video của mình nha. Dạ, bắt đầu thôi nha mọi người. Đây nha mọi người, đây là cái chỗ mình uốn lò xo. Nếu mà mọi người có máy hành thì mọi người hành cho mình kiểu như thế này nha. Có một lỗ thông qua đây, kiếm một miếng sắt lồi ra tầm một vài mili này mọi người. Đó, lồi dài hơn cái miếng này. Đó, nha. Còn mọi người mà không có máy hàn á, mọi người thể lấy khúc gỗ mọi người làm cũng được nha. Và mọi người lên YouTube mọi người xem á, nó hướng dẫn rất là nhiều. Còn đây là cái sắt uốn lò xo của mình nha mọi người. Như thế này. Tí mọi người chỉ cần nhét vô cái lỗ này. Đó, là mọi người xoay thôi. Đây. Mọi người nhét xong như thế này. Tí mọi người chỉ có xoay như thế này thì sẽ thành một cái lò xo nha mọi người. Giờ mình sẽ quay luôn cho mọi người mình uốn nha. Đầu tiên mình sẽ uốn thép 1 ly cho mọi người vô coi nha. Đầu tiên mọi người nhét cho mình vô đây nha, xong mọi người bỏ xuống này nha. Để mọi người uốn nha. Đây mọi người, thép 1,5 ly thì uốn dễ lắm nha. Hơi tối nha, để từ nữa mình quay cho mọi người coi. Giờ mình sẽ uốn thép 3 ly cho mọi người nha. Do chỗ này nó chiếu sáng, hơi khó thấy. Đấy, khá là dễ 1,5 ly. Giờ bắt đầu uốn cái 3 ly nha mọi người. Đây, giờ mình sẽ uốn thép 3 ly cho mọi người coi này. Đây, giờ mình sẽ uốn thép 3 ly cho mọi người coi này nha. Thép này khá là cứng nha mọi người. Mọi người cứ bỏ vô đây cho mình. Thì mình sẽ uốn cho mọi người coi nha. Thép này nặng lắm nha mọi người. Đây mọi người. Mọi người thấy không?
Đây, để mình quay cho mọi người gần luôn nha. Giờ do chỗ này nó mờ quá. Thép này khá là cứng nha mọi người, mà làm bẫy thì rất là ok nha. Mình sẽ mang qua kia, quay cho mọi người coi nha. Đây nha mọi người, đây là thép Bali nha. Tuy mình uốn nó không được đẹp như người ta, nhưng mà miễn sao là uốn được như thế này là bẫy là thành công rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ rút ra cho mọi người coi này. Đây là thép Bali, thép dây điện Bali, to hơn dây inox loại 2,5 ly mà hay đánh bẫy nha mọi người. Đó mọi người nhìn này, như thế này cũng khá là ok rồi đúng không mọi người. Nói chung như thế này thì mình cần lấy búa đập đập tí chỗ này là mình bỏ vô cái bẫy mình mà chế đó thì rất là ok. Đây. Còn đây là quá đơn giản rồi, cái loại này thì có 1,5 ly, này thì quá mềm nha mọi người. Đó, này thì 2,5 ly, cái này 3 ly hoặc là 3,5 ly này, mọi người cứ căn coi thử 3 ly có to không là biết nha mọi người. Thép này mà làm bẫy thì ok. Giờ mình chắc chuẩn bị chế vài cái bẫy bằng thép 3 ly này này. Mọi người nào mà thích thì cái bẫy của mình thì cứ alo cho mình nha, mình để cái cũng rẻ thôi. Kiểu là mình đang tính đặt cái bẫy này này, để mình chỉ cho mọi người coi. Đây nha mọi người, mình đang tính chế cái bẫy này này. Đó. Giờ mình mới đang phá bỏ lại cái lò xo đây. Cái lò xo này tầm 2,5 ly đây. Nó cũng khá là mạnh rồi á. Nếu mà đi đặt chồn hoặc là con mang con hoảng thì khá là ok nha. Còn dùng cái loại 3 ly này này thì tất nhiên sẽ độ đàn hồi nó thì mọi người biết rồi, rất chi là uy lực nha. Rồi ok nha mọi người. Giờ mình chỉ cho mọi người cắt uốn lò xo như thế này thôi. Nhưng mà mọi người mà muốn uốn thì mọi người bắt buộc phải có cái uốn như mình nha thì mới uốn được nha. Còn không thì mọi người làm cách khác tùy mọi người biết làm cách nào thì làm, còn không biết thì cứ làm theo cách của mình nha. Đó, mình hướng dẫn cho mọi người như thế nha. Ok nha mọi người nha. Và mọi người thứ hai nhớ cho mình một like, một subscribe và một cái đăng ký kênh nha mọi người nha. Ủng hộ cho kênh của mình để mình phát triển thêm nhiều video cho mọi người coi nhé. Ok nha mọi người.